các bạn đang được thưởng thức và ngắm nhìn tuyệt phẩm âm nhạc đến từ Anh Quốc với thương hiệu rất là quen thuộc của cặp loa Westfalen Modern Pro NIX15. Được thiết kế bát siêu trầm đường kính 40cm lên tới từ với đường kính 20cm và công suất của cặp loa này ở ngưỡng tối đa 2400W. Sở hữu uy lực mạnh mẽ, nó có thể cân sức với hai cái súp khủng nhất ở phần cục bát 40 trên Modern NIX15 Pro đến từ England, với quả kèn siêu khủng kết hợp với phần trang trí rất là đẹp và sang trọng. Đây cũng là một trong những model sở hữu uy lực mạnh nhất ở phân khúc bass 40 mang lại cho chất âm, vừa nghe nhạc lẫn karaoke chuyên nghiệp ở những không gian phòng khách lớn tới một vài trăm mét vuông mà chúng ta sẽ không tốn kém tiền đầu tư súp và trầm. Trong đoạn clip này thì chúng ta cùng thưởng thức chất âm cũng như quý vị cùng ngắm nhìn cấu hình của siêu phẩm loa. Mặc dù rằng với phân khúc tầm tiền không quá đắt đỏ như là một số thương hiệu loa khác, và đẳng cấp đến từ Anh Quốc sẽ khiến cho không ít những anh em phải thèm thuồng. Cho dù chúng ta có cơ hội sở hữu hay không thì chúng ta cùng tham khảo chi tiết. Xếp hạng đứng đầu mạnh nhất hãng trong phân khúc bass 40 với chất âm chuyên nghiệp cho karaoke và nghe các thể loại nhạc khá là đa dạng. Với công suất tối đa 2400W và độ nhạy từ 99 dB tới 128 dB trên trở kháng 8 ohm trung bình. Với Westfalen Pro NIX15 còn đang mới năm nay. Được thiết kế một bass siêu trầm, đường kính 40cm. Sở hữu bộ gân vải tẩm dầu, nó có độ bền tới hàng trăm năm, xương đúc và từ lớn tới 20 phân. Đó, quý vị quan sát này, nguyên phần lỗ mũi của nó, chúng ta nhìn cái mức độ keo của nó đổ trên cái mũi, quý vị có thể thấy được rằng đó là một trong những cặp bát súp siêu khỏe, mang lại cho uy lực của giải trầm vô địch ở phần khúc bát 40. Rất ít có đối thủ so đấu. Hai ống hơi đường kính phi 100 thở về phía dưới chân, với bát 40 từ 20, côn 100. Trên Westfalen NIX15 Pro. Một quả kèn với đường kính họng lên tới 45cm, cao 25 và củ tư lớn tới 16 phân, nổi tiếng của hãng Westfalen. Quý vị thấy rằng với cấu hình cực kỳ là ấn tượng, phân tần tự động rất lớn và trang bị luôn cả bóng đèn bảo vệ, hoàn toàn yên tâm tuyệt đối khi chúng ta chơi lớn. Quý vị cùng ngắm nhìn tuyệt phẩm loa còn đang mới long lanh như khui thùng. Với phần thùng gỗ và được phủ composite, quý vị quan sát này, các hạt composite mịn nấp nánh trên phần thùng loa và màu xanh tím than rất là sang trọng trên Modern Westfalen Pro 15. Nặng tới 80kg, sở hữu chiều cao của phần thùng gỗ lên tới 80 phân, chiều ngang 50 và hậu sâu 47,5. Quý vị thấy rằng với uy lực mạnh mẽ của những dòng loa này thì có lẽ với JBL 825 và 835 thì Westfalen Pro này bỏ xa luôn rồi. Chúng ta không bàn cãi nhiều. Quý vị cùng ngắm nhìn tiếp theo phần thông số phía sau lưng. Westfalen Pro Modern NIX15 công suất cho một loa lên tới 1200W. Đó. Made in England. Quý vị thấy rõ hết không ạ? Có xuất xứ đến từ England. Những model nổi tiếng và được xếp hạng sở hữu bát súp 40 mạnh nhất với chất âm 2 trong 1 cho cả nghe nhạc lẫn cả karaoke. Và đồng thời chúng ta còn thấy được rằng đây là một trong những cặp loa tuyệt đẹp. Quý vị có quan sát ở góc độ nào đi chăng nữa thì cũng phải công nhận với tôi rằng đây là một cặp loa rất đẹp, sở hữu màu sắc xanh tím than với tông màu nhạt. Nó có thể trưng bày ở mọi không gian phòng khách, từ hiện đại cho tới các phòng khách trung cổ, rất là ấn tượng và rất là đẹp. Phần phối ghép trong đoạn clip này thì quý vị vẫn đang được ngắm nhìn tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy 3250 với thương hiệu ETC đến từ Mỹ. Đó, quý vị quan sát đi ạ. Sở hữu công suất 3250W để đảm nhiệm cho cặp loa 2400W này. Và chúng ta thấy rằng một bộ mic Shure cao cấp nhất của Shure UR30D, mic thông minh tự ngắt và con vang số
Dianetics C71V tích hợp luôn cả phần điều chỉnh cơ về phía mặt trước để chúng ta tiện dụng, có thể bất kỳ ai cũng chỉnh được và bất kỳ dòng nhạc nào quý vị cũng có thể tích tắc có thể điều chỉnh được, và được hỗ trợ công nghệ tối ưu nhất các tính năng giải mã cổng quang Bluetooth không dây và các cổng AUX thông thường. Tất cả các tính năng của nó cực kỳ là hữu ích. Đó. Quý vị thấy không ạ? Nguyên bộ xịn sò cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Với đặc trưng của giải trầm mạnh như sấm. Đó, chúng ta thấy rằng tôi đang mở tín hiệu nhạc từ TV thôi, nhưng quý vị có thể thấy được đẳng cấp và sự thể hiện của những cặp loa khá là hiếm ở thị trường trong nước, và chúng ta được chiêm ngưỡng những cặp loa bãi và mới như thế này trước máy quay. Watford Pro NX15 đến từ England. Quý vị cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa để chúng ta sẽ thấy được rằng một trong những cặp loa hoàn toàn nó xứng đáng tới từng đồng tiền mát ngạo khi mà lựa chọn đầu tư để mua sắm cho mình những thiết bị audio cao cấp cho cả nghe nhạc lẫn cả karaoke. Chúng ta cùng chờ trong giây lát. Tôi đang mở tín hiệu từ trên TV xuống, bởi vậy ai cũng có tín hiệu này để nghe, và nó hơi tốn thời gian một chút, quý vị chờ trong giây lát, bởi vì qua phần quảng cáo chúng ta cùng ngắm nhìn loa và thưởng thức chất âm tiếp theo. Quay trở lại thưởng thức với một vài dòng nhạc bolero để quý vị thấy được đó, sự thể hiện ngọt ngào và chân thực đến từng câu hát và từng tiếng nhạc cụ gõ của Watson Pro NX15. Mong đợi mà chi